nhắm mắt, nhắm mắt, không thấy mặt em đâu. Giờ nó cọm hết trơn luôn, ra cứng cái mặt luôn. Thì không lấy rồi biết sao mà bôi thuốc cho nó hết. Không thể nào bôi mà hết được ấy.
Lên xem, lên. Lên. Bên này cảm giác khó lấy hơn. Nó cứng hơn. Cứng hơn, như hay sao hơn. Bên này bị viêm gì vậy nè. Lúc nổi nó cũng bắt đầu nổi từ bên này chứ. Ừ. Ở bên này trước luôn. Mụn em mụn sâu không à?